các bác nào đang bị tình trạng vườn mà tương tự như vườn này không ạ? đó là lá non ra ấy mà chưa kịp mở lá đã bị rụng hàng loạt rồi. còn những cái lá nào ấy mà mở được lá ra phát triển được một chút thì là bị quan hết mép lá vào và thậm chí là bị cháy lá hàng loạt luôn. thì đây là biểu hiện của những cái vườn mà đang bị rầy xanh tấn công nha các bác. vườn này thì bị rầy xanh tấn công rất là mạnh. rầy xanh ấy nó là một cái loại gần như là hung thần của nông dân trồng sầu riêng và kể cả những cái loại cây khác nữa cũng thế những cái con rầy xanh ấy, nó chích hút ấy, nó làm cho tầng dày của lá non bị tổn thương nghiêm trọng nó cứ chích hút vào cái cái cuốn của lá non ấy và nó gây lá non chưa kịp mở lá ra những cái lá kiếm chưa kịp mở ra thì đã bị rụng xuống rồi còn những cái lá nào mà mở được đấy thì cái mạch dẫn của nó cũng bị tổn thương nghiêm trọng nên là nó dẫn đến hiện tượng là lá nó quăn mép lá và nó cháy hết mép lá như này nha các bác và nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái hiệu suất quang hợp của lá và lá mà nó không quang hợp được ấy, thì không có cái bộ phận để mà tổng hợp dinh dưỡng cho cây thì cây của các bác nó sẽ bị suy cực kỳ nặng nên là có rất là nhiều vườn đang rất là đẹp đúng không ạ? Nhưng mà chỉ cần bị rầy xanh nó đánh cho một cơi như này phát là thành vườn chổi trà ngay lập tức. Tại vì lá những cái 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 cơi đọt mới ra nó không còn lá nó trụi lùi nó thành chổi trà luôn và nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sức khỏe của cây của các bác. Mà cái con rầy xanh ấy thì nó lại cực kỳ khó phun trừ nha các bác kể cả các bác có dùng những cái loại thuốc hóa học mạnh chừng nào đi sang nữa thì các bác cũng không thể nào mà mà quét sạch nó hoàn toàn khỏi vườn đâu. Và lần sau các bác bắt đầu các bác lại phải đổi thuốc, các bác trộn thuốc với nhau, các bác đổi hoạt chất liên tục. Và các bác phải phun trúng nó thì nó mới chết, còn phun mà không trúng nó nó cũng không chết và nó nhảy đăng tách danh tách ấy. Và thậm chí là vườn các bác sạch sẽ hôm nay rồi nhưng mà vườn bên cạnh nó lại tiếp tục nó bay sang vườn của các bác. Nên là cái con rầy xanh ở đấy các bác chỉ có nên phòng chứ đừng để mà mật số nó phát triển ở trong vườn rồi các bác mới phun trừ là cực kỳ mệt và gần như là không phun trừ được đâu các bác. Phòng như thế nào ạ? Bắt đầu cái cơ đột của các bác nó bắt đầu ra ấy, có nghĩa là cái mũi giáo nó bắt đầu sáng lên và và nó bắt đầu nở đuôi tôm ra là các bác phun lần thứ nhất. Tiếp theo đấy là đến khi mà các cái lá kiếm nó bắt đầu mở ra các bác phun lần thứ hai là tiếp theo nữa đó là khi mà các cái lá kiếm nó mở ra nó mở hàng loạt đấy mình tiếp tục phun lần thứ ba và lần cuối cùng đấy là khi cái lá kiếm cuối cùng nó mở ra mà nó bắt đầu về lụa thì bắt đầu mình phun lần cuối cùng nó khoảng tầm 4 đợt và mỗi đợt nó sẽ cách nhau từ tầm khoảng 7 ngày nha các bác và cái thời điểm mà rầy xanh nó hoạt động mạnh nhất chính là cái thời điểm mùa này này các bác đó là mùa mà nó có những cái xuất hiện những cơn mưa mưa nắng đan sen cái thời điểm mà cây nó đang phát triển rất là tốt thì cái bọn rầy xanh này nó cũng phát triển cực mạnh và nó gây hại kinh khủng luôn còn này thậm chí còn gây hại kinh khủng hơn là nhận đỏ vào cái mùa nắng khô nhé các bác. Còn với quy trình thuận thiên ấy, thì em luôn nói với các bác rồi thuận thiên là phòng ngừa sâu này bằng cả quy trình. có nghĩa là làm thế nào để mà đất khỏe là thứ nhất, thứ hai là cây đầy đủ dinh dưỡng tạo nội sinh khỏe, thứ ba là có thiên địch trong vườn và thứ tư mới là đến các cái sản phẩm phun trừ bằng sinh học. thì vào cái thời điểm này để mà phòng chống sâu rầy hiệu quả cũng như là tăng cái việc sinh trưởng và phát triển cho cây trồng ở cái mùa đang có nắng có mưa đấy thì việc đầu tiên ấy là các bác phải bón đủ cái lượng phân nở ở dưới đất vào cái thời điểm mà cơi lá trước nó đã già để mà sau đó đấy cái phân nở nó kịp có đủ cái thời gian mà nó phân giải cái dinh dưỡng ở dưới đất để nó chuẩn bị dinh dưỡng cho cái cơi lá non tiếp theo thì cái cơi lá non tiếp theo ấy, nó lấy được cái dinh dưỡng từ phân nở đó nó đầy đủ và nó rất là đa dạng cái lá của nó sẽ trở nên dày hơn và cái cây nó cũng có đề kháng tự nhiên với sâu rầy có nghĩa là nó sẽ tui tiết ra các cái mùi hương các cái tinh dầu để xua đuổi con rầy xanh này là thứ nhất hoặc thứ hai ấy, đó là cái dịch tễ ở trong cái cây này nó không phải là là cái món khoái khẩu của con rầy nên nó sẽ không chích hút vườn của các bác cộng với việc là các bác vẫn phải thêm cái thuốc trừ sâu ts vào cái công thức mà vừa có dinh dưỡng vừa có phòng trừ sâu rầy và nấm bệnh ấy mà của công ty đưa ra đấy và các bác cũng phun với cái tần suất như em vừa nói ở bên trên thì đó là cái cách mà các bác phòng trừ sâu rầy bằng phương pháp hữu cơ nó rất là hiệu quả nha các bác